19 triệu, gần 20 triệu. Ok, thì trong đó cái vòng này thì chỉ trị giá tầm khoảng 4 triệu thôi, còn lại là do cái vàng này quyết định và ruby nữa. Ok, anh chị theo dõi cùng tôi nhé. Xin chào anh em, trên tay tôi đang là một cái vòng thái anh tóc và có vàng ở đây. Thì đây là một trong những cái thiết kế mà chúng ta cũng sử dụng khá là nhiều. Chỉ một cái vấn đề là chi phí nó cao, vì thông thường những cái cụ tỷ hưu đi theo này hoặc là cụ cóc đi theo này là bằng vàng hoặc bằng sapphire là tôi làm nhiều nhất. Đây là một cái phiên bản vàng 24K, tôi quay cho chị xem cái vòng thái anh tóc đỏ này nhá, và vàng 24K nhá. Cái vòng này là trị giá bao nhiêu tiền rồi? Khoảng bao nhiêu? Khoảng 19 triệu. 19 triệu. Gần 20 triệu. Ok. Thì trong đó cái vòng này thì chỉ trị giá tầm khoảng 4 triệu thôi, còn lại là do cái vàng này quyết định và ruby nữa. Ok, anh chị theo dõi cùng tôi nhé. Vòng thạch anh tóc của chúng ta thì như tôi đã trình bày với anh chị rất nhiều lần về thạch anh tóc rồi. Cái giá trị của thạch anh tóc nó phụ thuộc vào hai vấn đề. Thứ nhất là màu tóc, thứ hai là độ trong của sản phẩm. Đã trong là phải trong vắt và không có mây, như thế thì giá trị nó mới cao. Chỉ còn nhiều tóc cũng chưa chắc đã là tốt, và tóc đồng trục nếu mà không trong cũng không phải là tốt. Đấy là theo cái tiêu chí về giá tiền. Vì giá tiền thì nó đi theo cái nhu cầu về thẩm mỹ. Thực tế là do hai vấn đề quyết định giá tiền. Một là do cái thị hiếu của thị trường. Và thị hiếu thị trường thì anh chị biết rồi, thị hiếu thị trường được hình thành trên sự yêu thích của một số đông lượng người ủng hộ. Thế vậy nên là cái thị hiếu thị trường là một cái tiêu chuẩn đẹp mang tính chất là nó hình tượng của cả một cộng đồng chứ không phải của một người đặt ra. Thế thì ai cũng sẽ mong muốn một cái trong và sạch đẹp. Đấy là cái hiệu thị trường, thế chứ không phải là chúng tôi đặt ra là trong đẹp là đắt và đục là không đắt. Đấy là do cái nhu cầu chung của tất cả mọi người nhé. Thì cái đấy nó mang tính chất là những cái thông tin và những cái yêu cầu nó tương đối là khách quan. Đấy, không mang tính chủ quan một chút nào. Và thứ hai là về thẩm mỹ của cái vàng này thì có những người thì thích là hàng tay, có thể là nét mộc mạc đơn sơ, nhưng có những người thì lại cần nó một sự chỉn chu và nó đều đặn thì chúng ta sẽ xử lý bằng máy. Thế mà đây là hai cái viên ruby trên mắt. Ruby này là ruby của Yên Bái anh chị nhá, mắt đỏ. Đấy thì cái sản phẩm này thì ngoài cái vấn đề là đây là tôi làm bằng hai cái cục vàng này thì sẽ thêm hai cái chuôi đầu này để là kết nối dây. Thế còn nếu mà anh chị sử dụng đá sapphire hoặc các cái hình tượng khác thì chúng ta không có cái hai cái điểm này. Thì bắt buộc chúng ta phải làm một cái viền vàng thêm để chúng ta cho thêm vào để cái vòng này có thể xỏ được dây. Đấy, thế còn các phần còn lại là của chúng tôi, ví dụ như là giám định này, tất cả giấy giám định này, về yêu cầu kỹ thuật này, về độ bóng sản phẩm là trách nhiệm của bên Tahigem, anh chị cứ yên tâm với điều đó. Và anh chị cứ trao cái niềm tin cho chúng tôi, và tôi chắc chắn là chúng tôi thông thường là sẽ làm ra những sản phẩm vượt quá cái nhu cầu sử dụng của anh chị về mặt thẩm mỹ. Có nghĩa là anh chị khi nhận sẽ thấy là ồ, mình nghĩ là nó được thế này thôi, nhưng mà sản phẩm thực nó lại đẹp hơn thế nhiều lần. Đấy là những cái món quà nho nhỏ mà tôi muốn chúng tôi cố gắng trong quá trình làm việc để muốn dành tặng lại cho những khách hàng yêu quý nhá. Ok, xin chào và tạm biệt anh chị. Chúc anh chị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn.